Hoàng xin được gửi lời chào thân thương đến quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Camera Cận Cảnh tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, chỉ còn vài phút nữa thì câu chuyện trong cuộc sống sẽ được chúng tôi cập nhật ngay sau đây. Điều quan trọng là mỗi thông tin ấy đều mang đến một giá trị riêng và rất mong mọi người sẽ cùng chia sẻ đến với người thân và bạn bè của mình nhiều hơn nữa. Quý vị đừng rời khỏi màn hình nhé, bởi vì bây giờ chúng tôi sẽ mời quý vị cùng điểm qua 3 nội dung chính của chương trình hôm nay. Thưa quý vị, với những hình ảnh của đoạn clip tiếp theo mà chúng tôi sắp chiếu thì xin phép không đưa ra bất kỳ bình luận hay như là ý kiến nào cả. Bởi vì chúng tôi thiết nghĩ rằng chính mỗi chúng ta sau khi xem xong những hình ảnh này thì đã tự rút ra cho mình những cái suy nghĩ, những cái ý thức hoặc là những cái nhận định rồi. Và chính vì vậy chúng tôi xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi đoạn clip sau đây. Hậu quả nguy hiểm, tác động tiêu cực lâu dài cho sức khỏe con người. Liên tiếp những vụ ngộ độc methanol do sử dụng rượu gần đây đã đến mức báo động đỏ. Theo thống kê của Cục An toàn Thực phẩm thuộc Bộ Y tế, tình hình ngộ độc rượu methanol trên cả nước từ đầu năm 2017 đến nay có chiều hướng tăng vọt, đã có hàng chục người tử vong và hàng trăm người bị ngộ độc phải cấp cứu. Chỉ tính riêng từ đầu tháng 4 năm 2017, Chi cục Quản lý Thị trường thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện 31 vụ tạm giữ xử lý gần 2.000 lít rượu trắng, rượu ngâm thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ và 4.400 viên men cụt không nhãn mác, không rõ nguồn gốc, không ghi hàng sử dụng. Đây là hình ảnh tại một cơ sở sản xuất rượu gạo thủ công bị phát hiện có dư lượng methanol hay còn gọi là cồn gỗ, vượt ngưỡng cho phép hàng chục lần. Những vụ việc này một lần nữa cho thấy sự nguy hại rượu giả, rượu trôi nổi, rượu tự nấu kém chất lượng đang trôi nổi trên thị trường. Nhưng người dân vẫn còn đang thờ ơ trước những lời cảnh báo ấy. Họ vẫn cứ vô tư cụng ly, vô tư đưa những chất độc hại nguy hiểm từ rượu vào cơ thể, chỉ vì một quan niệm rất lạc hậu và phi lý, sống chết có số. Hiện nay thì qua các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là qua báo chí thì tôi cũng biết về cái thông tin về rượu giả nó ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Nhưng mà đôi khi thì cũng bạn bè thì mình uống với nhau vài chén thì đôi khi tôi nghĩ không sao. Tôi nghĩ cái điều đầu tiên vẫn là làm sao để nâng cao được ý thức cho người dân. Phải nói không với cái rượu mà không rõ nguồn gốc. Mà cái rượu không rõ nguồn gốc này rất là nguy hiểm. Không chỉ là những cái nơi ở nhà chúng ta tự chưng cất. Cái nguy hiểm nhất theo tôi đánh giá chính là cái tình trạng pha cồn công nghiệp vào trong nước để mà trở thành rượu. Và có thể bán cái giá đôi khi là một chai rượu còn rẻ hơn một chai nước. Thì khi mà uống cái rượu này thì rõ ràng là chúng ta đang đánh bạc. Chúng ta đang hết sức là mạo hiểm cái sức khỏe tính mạng của mình. Cái nguy hiểm nhất đối với methanol ấy, nó không phải hoàn toàn không phải để uống, không hoàn toàn có một công dụng nào để cho ăn uống cả, và không được phép có trong các loại đồ uống. Vào trong cơ thể nó chuyển hóa thành những chất rất là độc, và nó gây tổn thương rất nặng nề lên thần kinh, lên não, lên mắt. Để có một nồi rượu gạo hay còn gọi là rượu đế theo đúng tiêu chuẩn, người nấu phải trải qua nhiều công đoạn: nấu gạo thành cơm, đánh tơi và trộn với men rượu, cho vào thùng kính ủ từ 3 đến 5 ngày, sau đó mới đem ra chưng cất. Bên cạnh đó, với giá gạo hiện dao động từ 10.000 đến 20.000 đồng một ký, cùng với chi phí men, than củi, điện, nước, công thợ và thuế, phí, thì giá của mỗi lít rượu gạo nguyên chất phải từ 30.000 đồng đến 40.000 đồng một lít. Với giá đó thì người nấu mới có lời. Tuy nhiên, trong thực tế, khi nhóm phóng viên tìm mua rượu gạo thì được quảng cáo, rượu nguyên chất chỉ bán 13.000 đồng một lít, thậm chí rượu nếp cũng chỉ có giá 14.000 đồng một lít như thế này. Nếp à? Ừ. Ở cái đó cũng bằng nếp à? Ừ. Nếp mà sao giả nếp? Đang chơi nếp cô kia vô bán mới 30. Đi bán giá thì dần. Nếp thì cái chi phí chắc là nó cao hơn. Nhưng mà nếu mà nấu riêng chi phí không có giảm được. Thì tính ra giá 13 hay 4 gì đó. Cái rượu này là rượu gạo hay là rượu cơm? Rượu gạo. Rượu gạo ạ? Giá như, nó như thế nào? 14.000 một lít. Nhưng mà lấy nhiều thì có giảm không? Bên cạnh việc rượu tự nấu không được kiểm soát, vấn nạn pha cồn hay các hóa chất khác để giảm giá rượu vẫn đang phổ biến. Việc sử dụng men để nấu rượu hiện cũng tiềm ẩn nhiều nỗi lo về vệ sinh an toàn thực phẩm. Tại cơ sở này, các loại men dùng để nấu rượu được bảo quản trong các thùng giấy khá sơ sài, không có nhãn mác, ngày giờ sản xuất và hạn sử dụng. Thế nhưng men rượu vẫn được bày bán một cách công khai. Mỗi kg men này được bán ra là hàng chục lít rượu kém chất lượng được đưa đến người tiêu dùng.
nếu mà là chúng ta lên men từ những cái nguồn men mà chúng nó không có kiểm soát, chúng ta sử dụng cái dung môi công nghiệp là cồn để sản xuất công nghiệp để chúng ta sử dụng những thực phẩm ấy, thì cái nguy cơ là chúng ta rất dễ bị ngộ độc, chúng ta rất dễ bị ảnh hưởng đến sức khỏe, tại vì trong đấy chứa rất nhiều những cái chất nguy hại, những cái tạp chất của quá trình lên men mà không được loại bỏ, tại vì pha chế thì nó hoàn toàn khác với sản xuất xong rồi, lên men xong rồi người ta phải đi chân cất để loại bỏ tạp chất. Và do đó tại sao chúng ta sẽ thấy có rất nhiều cái sự việc rất là đau lòng là sau khi uống rượu xong rồi thì sẽ bị tử vong. Theo quy định của Luật An toàn thực phẩm, rượu thuộc nhóm hàng hóa hạn chế kinh doanh. Tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh rượu phải có giấy phép và phải được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận công bố hợp quy. Tuy nhiên, luật thì chỉ nằm trên giấy, còn việc phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến việc đăng ký kinh doanh sản xuất rượu thì từ lâu vẫn còn bị bỏ ngỏ. Cá nhân hộ gia đình nấu rượu luôn có tâm lý mình buôn bán nhỏ lẻ, chỉ phục vụ trong địa phương hoặc bán cho người quen, nên không cần đăng ký kinh doanh và cũng chẳng cần biết đến quy chuẩn chất lượng. Vẫn còn một số các cái cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ tiếp tục lén lút đưa cái sản phẩm rượu mà không có nguồn gốc xuất xứ ra thị trường. Cái thứ hai là vẫn còn người sử dụng cái sản phẩm không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Do vậy mà tôi cũng mong các cơ quan thông tin đại chúng tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để khuyến cáo một lần nữa. Tiếp tục khuyến cáo mạnh mẽ hơn nữa cái việc mà không sử dụng cái rượu không có nguồn gốc xuất xứ, không được công bố tiêu chuẩn. Thế thì rượu dân tự nấu thì sau khi lên men xong họ chứng cất bằng thiết bị rất đơn giản. Và chính như vậy thì trong cái rượu này nó sẽ có nhiều các cái tạp chất khác ngoài cái cồn thực phẩm ra. Và đây cũng là một cái nguyên nhân mà trong cái sản phẩm rượu của dân tự nấu thường thường khi đưa vào phân tích thì các cái thành phần tạp chất là rất là cao. Sự thiếu hiểu biết về pháp luật đã dẫn đến tình trạng người tự nấu rượu tràn lan khó quản lý. Người mua thì thản nhiên sử dụng loại rượu không có nhãn mác, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và giá cả quá rẻ. Sáng dậy đã uống rượu, ăn cơm uống rượu không ăn cơm, tối cũng vậy. Nên là sức khỏe nó yếu dần đi. Có uống nó có ăn đâu. Nói chung là cũng có những cái dấu hiệu bất thường. Chính vì gia đình thấy yếu quá thì bắt đầu đưa lên. Đưa lên đây thì nói chung là người tím tái. Tôi hay coi trên mạng là báo đài cũng ngộ độc rượu mà tử vong hoài nên tôi sợ lắm. Mỗi năm cả nước có hàng trăm ca ngộ độc rượu phải nhập viện cấp cứu và không ít người đã tử vong. Có lẽ chưa khi nào sức khỏe, tính mạng của con người lại bị đem ra kinh doanh nhiều như hiện nay. Để đảm bảo sức khỏe, người dân cần sử dụng rượu hạn chế, nên mua tại các cơ sở quen và có uy tín, mua rượu của các hãng sản xuất có danh tiếng lâu nay. Đối với các loại rượu có pha cồn, khi uống thường bị gắt ở cổ họng, mùi cồn khá rõ. Khi mua, người dân có thể đổ một ít ra lòng bàn tay và xoa đều. Nếu là cồn thì sau một lúc sẽ mất mùi rượu vì cồn có tính chất bay hơi mạnh. Các cơ quan chức năng cần tăng cường hơn nữa việc thanh kiểm tra và xử lý nghiêm các doanh nghiệp cá nhân có hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàn trữ rượu giả, nhập lậu trên thị trường. Còn người dân thì hạn chế tối đa việc lạm dụng rượu, khi uống thì uống có chừng mực, uống có kiểm soát để bảo vệ cho chính sức khỏe của mình và giữ gìn hạnh phúc cho gia đình. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng đến với những hình ảnh tiếp theo. Việc để cho trẻ em trong nhà luôn tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm khi vì không đủ sức khỏe, kỹ năng để phòng vệ trước những tình huống xấu. Và trong tình huống ngày hôm nay, điều gì sẽ xảy ra cho cậu bé này đang ở nhà một mình? Trong khi đó, phía trước cửa nhà là hàng loạt xe gắn máy đắt tiền cùng với một người đàn ông đang lắp ló. Đây là hình ảnh được ghi lại bằng camera an ninh của một ngôi nhà. Phía trước ngôi nhà có 4 chiếc xe gắn máy đang được dựng ngay ngắn. Giày dép để khá nhiều ở bậc thềm. Điều này cho thấy trong ngôi nhà đang có khá nhiều người. Một người đàn ông đang đứng tần ngần phía cửa. Anh ta là ai? Một người khách của ngôi nhà này chăng? Thế nhưng hành động lấp ló này cho thấy anh ta dường như chỉ muốn quan sát ngôi nhà qua lớp cửa kính nhiều hơn là bước vào. Một lúc sau, anh ta quyết định mở cửa kính và bước vào ngôi nhà. Thế nhưng chỉ vài giây sau đó, anh ta lao ra khỏi nhà một cách vội vã, leo lên xe và phóng đi thật nhanh. Điều gì đã khiến người đàn ông rời khỏi ngôi nhà một cách vội vã như thế? Đây là hình ảnh của góc camera an ninh phía trong ngôi nhà. Trong nhà không có một người lớn nào đang trong nhà ngoại trừ một cậu bé.
cậu bé thì đang mải mê dán mắt vào chiếc điện thoại trên tay. Ngay từ khi bước vào, người đàn ông nhanh chóng tiếp cận cậu bé. Người đàn ông lúc này lộ diện mình là một kẻ cướp, khi nhanh chóng giật lấy chiếc điện thoại của cậu bé và bỏ chạy thật nhanh về phía cửa. Tình huống diễn ra khá chóng vánh, chỉ trong vòng 15 giây. Cậu bé thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, mặc cho tên cướp chạy nhanh về phía cửa. Một lúc sau, em bé này mới hoảng hốt chạy vào phía sau nhà, có lẽ là báo sự việc với người lớn. Còn tên cướp thì đã cao chạy xa bay với chiếc điện thoại di động. Thật đáng sợ khi để trẻ em một mình trong nhà, và đáng sợ hơn khi có kẻ xấu phát hiện ra điều này. Trong trường hợp này thì chúng ta thấy là tên trộm đã quan sát rất kỹ trong cái cửa hàng chỉ có một mình em bé đang ngồi. Đấy, đây là cái trường hợp mà để con nhỏ mà trong nhà nè. Tại vì Thảo nói rồi, thói quen của các ông bố bà mẹ là cũng hay kêu là con ngồi đi chơi nha, rồi thỉnh thoảng lại đưa cho con một cái điện thoại hay là một cái máy tính bảng để cho con ngồi im đó trong nhà. Nhưng mà cái điều này là chúng ta đang giao cho con một cái sự nguy hiểm, bởi vì nếu mà những cái tên trộm, tên cướp hay là kẻ có lòng tham đi ngang mà nhìn thấy như vậy, chắc chắn là sẽ thực hiện hành động xấu ngay. Trong trường hợp này thì chúng tôi thấy là nó còn nhẹ. Trừ giả sử như tên cướp vào bắt cóc đứa bé đó, hoặc thậm chí là chúng ta thấy những cái chiếc xe đang dựng ở phía cái cửa hàng phía bên ngoài, mà giả sử tên trộm chỉ cần bẻ khóa một trong những chiếc xe này thì có phải là vừa mất điện thoại, vừa mất xe mà vừa mất con hay không? Đấy, cho nên đây lại là một cái hồi chuông cảnh tỉnh để quý vị phụ huynh đừng nghĩ rằng khi con ngồi ở trong nhà, con cầm cái điện thoại là con sẽ được an toàn. Bây giờ chúng ta cũng thấy nhan nhản cái câu chuyện là bắt cóc trẻ con ở tầm cái độ tuổi này. Cho nên bây giờ để giữ an toàn cho con thì việc chúng ta không những là khóa xe, khóa cổng, không giao tài sản cho con như là điện thoại, iPad, thì ở đó chúng ta còn phải cẩn trọng hơn trong việc quan sát camera nữa khi mà để trẻ con ở ngay trước sân như vậy. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng đến với những hình ảnh tiếp theo. Camera cận cảnh đã từng đề cập đến rất nhiều vụ trộm táo tợn và tinh vi, lợi dụng sơ hở và mất cảnh giác của người dân để lấy đi những tài sản có giá trị cao. Và hôm nay sẽ là câu chuyện gì đây? Đồng hồ hiển thị gần 3 giờ sáng. Trong sân của một ngôi nhà có một chiếc xe ô tô màu trắng đổ phía ngoài và 3 chiếc xe gắn máy dừng bên trong. Bên ngoài cổng rào có rất nhiều người đi qua đi lại, lấp ló và đứng trước cổng của ngôi nhà. Chuyện gì đã xảy ra? Xem lại tình huống một lần nữa. Mặc dù trời khuya nhưng trước cổng căn nhà có rất nhiều người đứng lấp ló rồi rời đi. Một lúc sau, họ quay lại và một người đã treo vào bên trong sân của ngôi nhà, tiến lại gần 3 chiếc xe máy. Đây đích thị là những tên trộm trong đêm. Sau một lúc xem xét tình hình, hắn đang cố tình tìm lối ra để dắt trộm 3 chiếc xe máy, vì chủ nhà đã cố tình đổ xéo chiếc xe ô tô để chắn lối đi. Hắn dùng sức đẩy chiếc ô tô sang một bên nhưng không được, loay hoay một hồi nhưng vẫn không thể di chuyển chiếc xe. Hắn tiến ra phía cổng để bàn luận với những tên đồng bọn còn lại. Cuối cùng, hắn cùng đồng bọn tiến lại phía cửa rào để tìm cách mở khóa. Tên trộm ra sức bẻ khóa, còn những tên đồng bọn thì cảnh giới xung quanh. Sau một lúc loay hoay, bọn trộm cũng đã mở được cánh cửa cổng và thực hiện vụ trộm. Một tên, hai tên, ba tên tiến lại chỗ chiếc xe ô tô, cùng nhau hợp sức để cố đẩy xe sang một bên, nhưng vẫn không được. Ba tên trộm quành ra phía sau đuôi xe, cố đẩy chiếc xe về phía trước, nhưng không tài nào đẩy được. Trong lúc định đổi tư thế thì bỗng nhiên, đèn bật sáng lên, bọn trộm hoảng loạn bỏ chạy. Có lẽ chủ nhà đã bật đèn để đánh động bọn trộm, nhưng không dám ra bên ngoài để xem xét tình hình, vì bọn trộm cũng khá đông người. Rất may cho chủ nhà này là đã phát hiện kịp thời, nếu không, có thể gia đình đã bị bọn trộm lấy mất cả 3 chiếc xe máy, chỉ vì sự mất cảnh giác và chủ quan của chính mình. Thật không thể tưởng tượng nổi, đây là một vụ trộm mà nhiều nhân sự tham gia từ trước đến giờ. Trời ơi! Không, Khang đoán là hình như là những tên trộm này đã quan sát cái nhà này rồi, và biết cái nhà này có vài cái chiếc xe, cho nên là dự định là đi đông như vậy để gom cho nhiều. Rồi xong, Thảo mới đoán tiếp một cái nữa là chủ nhà này cũng biết được là nhà mình đã bị quan sát rồi, cho nên mới cố tình đậu chiếc xe mà với cái góc độ là xéo như thế kia, để lỡ như mà trộm có vào thì cũng rất là khó để di chuyển những cái xe máy ra bên ngoài. Cho nên Khang thấy ông đi 3-4 người cố tình đẩy cái xe hơi mà cũng đâu được đâu. Nhưng mà chúng ta có thể đặt ra hai tình huống. Thứ nhất là ở trong nhà ít người hơn và thấy ở đây đông quá nên không dám xuống, bởi vì cũng sợ cái an toàn cho chính mình. Chúng tôi
thiết nghĩ là việc mà đi ngủ mà khóa cửa cẩn thận là cũng rất quan trọng. Quý vị thân mến, mặc dù có rất nhiều những câu chuyện muốn được chia sẻ cùng với quý vị ngay bây giờ, nhưng mà do thời lượng của chương trình cũng có giới hạn, thôi thì đành hẹn gặp lại quý vị vào tuần sau. Vậy quý vị hãy nhớ bật TV vào lúc 20:45 tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV9 để chúng ta cùng theo dõi camera cận cảnh quý vị nhé. Hoặc là quý vị có thể gửi thông tin cho chúng tôi bằng số điện thoại đường dây nóng 0938980305, hoặc quý vị có thể gửi đến địa chỉ email cameracancanh@mcv.com.vn. Còn bây giờ thì Thanh Thảo và Nguyên Khang xin được nói lời chào tạm biệt quý vị.